Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z28 của tác giả Người Thứ 8. Truyện ngắn Gián Điệp Mặt Ma, tác giả Người Thứ Tám nhắc đến đại tá Pinto, người ta không thể không nhắc đến thành tích phản gián của ông trong đại chiến thứ hai, điển hình là vụ điệp viên King Kong, đội lốt ăn hùng kháng chiến Hòa Lan. Nhiệm vụ của ông là tóm bắt điệp viên địch trà trộn trên vùng đất của đồng minh, nhưng ông còn nổi danh trong những hoạt động khác mà ít người biết. Huấn luyện điều khiển điệp viên đồng minh thả xuống vùng địch tạm chiếm, câu chuyện gián điệp mặt ma sau đây kể lại những ba chìm bay nổi của một điệp viên đồng minh tên là jen Ribic, chàng thanh niên hòa lan này khôi ngu như tài tử sine nhưng lại tình nguyện sửa mặt thần méo mó để bí mật hồi hương tổ chức lại những cơ sở điệp báo đồng minh đã bị đức phá nát chàng đã thành công vẻ vang để rồi một đêm kia chàng biến mất lưu lại trong lòng đại tá pinto con người có trái tim thép một nỗi u hoài vô tận trăng sáng lờ mờ, làng mạc đồng ruộng, tất cả đều nhuộm một màu ám đạm, sáng không ra sáng, tối không ra tối. Nếu không có con sông uốn khúc loạn loáng trong xương một đêm tháng 5 năm 1943 đó, thì thật khó tìm đúng địa điểm thả dù. Gió lại thổi như điên, đồng tây nam bắc, hướng nào cũng có gió. Chiếc phi cơ nhẹ, loạn choạng như chiếc lá trong không gian mênh mông trước khi hạ thấp, rồi A à, lê hấp chào các cậu, mình về quê đây. Chen Ribic, chàng trai yêu nước nồng nhiệt thoát xuống lãnh thổ Hòa Lan đang bị quân đội Đức Quốc xã giày xéo bên dưới. Ribic mệt ứ hơi muốn chết. Chàng tập nhảy đã thuần thục, song không dè, nhảy giả và nhảy thật lại khác nhau đến như thế. Cũng may, được nhảy liền chứ còn lăng quăng trên trời một lát nữa thì ruột gan chàng sẽ lộn lạ, chàng sẽ nôn oe hết. Chàng loay hoay dây lâu trước dù ác ôn mới chịu tuần lệnh, ngoan ngoãn rớt thành đống tròn trên đất. Đất ruộng mới cày, màu nâu sẫm, chạy dài đến tận trên trời, màu đất ăn nhịp với màu vải dù đen. Rubik bỗng hết mệt, dường như luống cày, e ấp một mùi gì đặc biệt. Làn gió trên ruộng cũng chưa tỏa một mùi gì đó đặc biệt. Đúng rồi, đó là mùi quê cha đất tổ. Rubik vươn vai, thở đầy lồng ngực, lúi cúi đào lỗ chôn dù, đoạn ngồi rụp xuống quan sát tứ phía. Quang cảnh im lặng và hoang vắng khác thường. Tuy vậy, chàng không cảm thấy cô đơn. Sau khi nhận định phương hướng, chàng bước ra đại lộ. Trước mặt chàng là con đường quen thuộc vào tỉnh Utrecht, nơi chàng sống từ nhỏ đến lớn. Chàng đã quen thuộc từng hẻm nhỏ lót đá, từng vỉa hè lồi lõm, từng đống gạch lấm chấm ẩn hiện trong bóng đêm. Sau nhiều ngày tháng ly hương vì chiến cuộc, Rubik đã trở về. Chàng đi nép sát những hàng rào cây leo um tùm. Chàng chiếu không rõ lắm nhưng chàng vẫn sợ. Biết đâu có một tên lính Đức khịnh khạng đi qua. Biết đâu bọn tay sai chó săn đang rền rập trong bóng tối chờ chàng ló đầu ra là dí súng bắt giơ tay lên, tống lên xe bít bùng. Chàng ngần ngừ một phút trước khi dừng lại. Đúng là con đường này, con đường nhỏ xíu gồ ghề mà chàng đã bước qua hàng vạn, hàng triệu lần. Chàng gõ nhẹ đế giày xuống mặt đường. Hai bên đường mọi người đã ngủ say. Có thể họ còn thức nhưng họ không dám mở đèn và mở cửa sổ. Chàng nghe có tiếng con con từ dưới chân vắng lên. Nhanh nhẹn chàng quỳ gối, rút trong cái sắc vải đeo lủng lẳng sau lưng ra một cái dù nhọn chàng mắm môi cậy cái nắp cống tròn bằng sắt kéo sang bên và nhìn xuống lỗ sâu đen ngòm dáng điệu chậm rãi chàng đặt chân xuống bậc thang sắt phía dưới rồi từ từ đẩy nắp cống lại ánh sáng ngọn đèn bấm nhỏ xíu như cây bút chiếu một vệt thẳng dài đây là cái cống ngầm nó cũng rất quen thuộc với ribic chàng bỗng hồi tưởng lại tuổi hoa niên nhiều lần xưa kia chàng cũng mò mẫm dưới cống như vậy dày chàng lội nước lõm bõm chàng không để ý tới mùi hôi thối và bầy chuột lặt bặt chung quanh chàng còn vẫn nghĩ đến vị trí của nắp cống ăn thông lên căn nhà của cậu chàng bên trên. Tuổi trẻ của Rubik khác hẳn với tuổi trẻ của những đứa bạn cùng xóm. Chàng mồ côi cả cha lẫn mẹ từ tấm bé. Cậu ruột của chàng đã già. Ông mang chàng về nuôi và đối xử với cậu rất tốt. Tốt đến nỗi giang tưởng cậu chính là cha đẻ. Cho đến khi thành niên, chàng chẳng đi đâu xa. Chỉ quần quẩn trong ngôi nhà của cậu được dùng làm lữ quán những kỷ niệm của thời thơ ấu đột nhiên nhạt nhòa nhường chỗ cho một niềm vắng lặng ghê rợn nơi chàng ở đã bị địch chiếm trên đầu chàng quân đội đức quốc xã đã đóng đầy nghẹt từ năm 1940, các sư đoàn chiến xa dũng mãnh của đức quốc xã rầm rộ kéo qua hòa lan như vào chỗ không người hòa lan thất trận và lữ quán của ông cậu bị trưng dụng bộ tham mưu địa phương đóng ở đó trừ một số nhân viên lữ quán không người hòa lan nào được bén mang tới ngôi nhà này được căn gác cẩn mật Bên trong, các ông bự quốc xã ăn ngủ phè phỡn. Dưới cống ngầm, Rubik vừa ra khỏi chỗ ướt. Nền cống mỗi lúc một lên cao. Chàng chạm dày vào mặt đất khô ráo. Đi được một quãng ngắn nữa thì bề ngang của cống thắt hẹp lại. Đồng thời mặt trần hạ thấp. Rubik hất cao ngọn đèn và mỉm cười đắc thắng. Chàng vừa nhận ra những thanh gỗ đen nhằn nhịt. Đó là nắp mở lên hầm chứa rượu của lữ quán. Đồng hồ lân tên trên cường tay Rubik chỉ đúng 10 giờ rưỡi. Đây là 10 giờ rưỡi đêm chủ nhật, Chuyến đi của chàng được tính toán sát nút. Mỗi đêm chủ nhật sau 10 rưỡi, cậu chàng có thói quen xuống hầm rượu để kiểm soát thực phẩm hàng tuần. Rebic chắc chắn sẽ gặp ông cậu, người già thường sống với thời khóa biểu đều đặn như một cái đồng hồ quả lắc gõ giờ, ít khi thay đổi thói quen. Từ lúc chàng lên đường đến giờ, mọi việc xảy ra đều đặn, hoàn toàn đúng với dự tính. Rebic tin tưởng sẽ không có gì trục trặc, ngoại trừ vấn đề thuyết phục ông cậu phải tìm cách nào tỏ cho ông cậu biết mình là thằng Ribic, là thằng cháu của ông, vì trong hai năm sống trên đất Anh, Ribic đã thay đổi gần như hoàn toàn. Anh tắt đèn bấm, nghe lắng động tĩnh dây lâu trước khi xô tấm thạp gỗ lặng lẽ trèo lên. Gian phòng bên trên được dùng làm kho chứa đồ hộp và rau đậu. Chàng tìm một góc, kín đáo ân mình chờ đợi. Chẳng bao lâu, chàng nghe tiếng chân của ông cậu dậm trên cầu thang. Lối đi của ông thật độc đáo. Ông vừa bước vừa lê, chân trái nặng hơn chân phải ông bật đèn vàng trên trần chiếu tỏa khắp phòng. Rebic đứng thẳng dậy, bàn tay nắm chặt khẩu súng nhỏ xíu, dầu sao chàng vẫn phải đề phòng. Đàn rằng người đang xuống hầm là ông cậu, nhưng biết đâu đấy. Biết đâu một tên đức ác ôn nào đó đang bám theo ông. Ông sắp đi qua chỗ Rebic núp, chàng kêu lên nho nhỏ. Cậu cao, ông cậu dừng lại, mặt lộ vẻ ngơ ngác kinh hoàng. Rebic bước ra. Cháu đây, Rebic đây. Ông cậu nhìn họng súng đen ngòm của Rebic về sợ hãi vẫn chưa giảm bớt. Rebic vợ nói, Cháu đi mà, cậu đừng để ý đến khẩu súng của cháu, cũng đừng nói lớn, đừng có thái độ gì cả. Cháu về với cậu đây. Bàn tay ông cậu run lên bần bật. Ông liếc nhìn lên cầu thang, không rõ ông sợ người lạ nghe tiếng, hay ông đang có ý định bỏ chạy. Đoạn ông đứng lại ngó sững khẩu súng, dần dà ông lấy lại bình tĩnh. Nghề chủ nhân khách sạn thường luyện được đức tính điềm đạm trước những biến chuyển bất ngờ. Ông hỏi Rubik, cậu là Ribic thật à? Ribic buông thõng bàn tay cầm súng, vai chàng rung rung như thể chàng sắp hoa khóc vì cảm động. Chàng đáp nhanh, vâng, cháu là Ribic của cậu đây, cậu chưa nhận ra cháu sao? Ông già vẫn nhìn chàng không chớp mắt, ông vẫn còn hoài nghi. Hoài nghi là phải, vì khuôn mặt người thanh niên đang đứng trước mặt ông, không còn một nét gì giống khuôn mặt thằng cháu ông ngày nọ, thằng cháu mà ông nuôi nấng thương yêu từ thuở còn nằm nôi. Tuy nhiên, nỗi thắc mắc chỉ thoáng qua nhẹ rồi tan biến vì giọng nói cử chỉ có cái gì rất giống với ông nhất là mã người to lớn bờ vai vuông khoe đúng rồi đó là những đặc điểm của gia đình ông chỉ có điều ông chưa hiểu là tại sao cháu ông lại xấu xí đến thế cái mũi bị xẹp không khác gì mũi võ sĩ đã thượng đài hàng trăm lần xẹp lép chưa đủ nó còn vẹo qua một bên trông thật mất cảm tình cái miệng còn làm mất cảm tình hơn nữa miệng gì mà méo xẹo bên cao bên thấp mấy cái răng khắp khểnh lòi hẳn ra ngoài, răng ma rồng có lẽ còn đẹp hơn. Ông bền hỏi, Rubik à, cháu làm gì mà mặt mũi cháu khác ngày xưa như vậy? Rubik đáp, thưa cậu, vì cháu đã mổ, mổ để thay đổi khuôn mặt. Chuyến đi và khuôn mặt thay đổi của Rubik bắt nguồn từ một chỉ thị của Thủ tướng Anh gửi tình báo đồng minh Chí thị này rất ngắn ngủi, sòng rõ ràng và quyết liệt, gia tăng tối đa công tác tình báo phá hoại và du kích chiến trong các vùng bị địch chiếm ở châu Âu. Từ đầu mùa đông năm 1942, đạo quân thứ năm của Đồng Minh lấy mạnh hoạt động ở hậu địch. Mỗi đêm, hàng chục điện đài bí mật chuyển tin tức quan trọng về London, trung tâm của phong trào kháng chiến là London. Sĩ quan, binh lính, viên chức, tư nhân các quốc gia bị Đức chiếm đóng lũ lượt kéo nhau qua Anh Quốc nơi Bộ Tổng Tư lệnh Đồng minh đặt văn phòng tuyển mộ giới thiệu để lựa chọn những phần tử hội đủ điều kiện cần thiết cho công tác hậu địch. Những phần tử này được đưa đi huấn luyện, sau đó họ hồi hương lén lút bằng tàu ngầm hoặc bằng thả dù. Trong đó có Rubik. Hồi ấy, khác với tổ chức kháng chiến ở những quốc gia kế cận, tổ chức kháng chiến ở Hòa Lan đang bị suy sụp trầm trọng. Đức Quốc xã đã gài được nội tuyến trong nguồn máy lãnh đạo ở Hòa Lan. Kết quả là đồng minh bị thảm bại suốt gần 2 năm ròng rã, phản gián quốc xã gián tiếp kiểm soát một phần lực lượng kháng chiến. Các thủ lãnh lần lượt bị loại trừ, cán bộ hành động bị xô vào chỗ chết. Phản gián Đức nắm được những bí mật về truyền tin điện đài giữa kháng chiến địa phương và London. Điệp viên đồng minh nhảy dù xuống lần lượt bị đón bắt, tra tấn tàn bạo và bị hạ sát sau khi mật vụ Đức mòi móc tin tức. 51 người được đồng minh phái tới Hoài Lan thì đã có đến 47 người thiệt mạng bốn người còn lại sống giờ chết dở trong các trại tập trung quốc xã. Trước tình trạng một mất một còn ấy, đồng minh triệu thịnh đại tá Pinto, một thủ lĩnh Phan gián lão thành từng đạt nhiều thành tích trong nền tình báo Pháp Anh, vừa được bổ nhiệm giám đốc Phan gián Hòa Lan. Pinto đã lưu ý đến Ribic. Ribic gõ cửa phòng đại tá Pinto lần thứ nhất vào tháng 11 năm 1942. Hồ sơ của chàng không có điều gì khả nghi. Chiến tranh xảy ra, chàng đang là sinh viên đại học thân thể cường tráng, cộng với tinh thần yêu nước, thành thật và hăng say, trốn khỏi hoài lan trong đường tơ kẽ tóc. Chỉ riêng việc trốn khỏi mạng lưới trùng điệp của mật vụ quốc xã đã chứng tỏ Rubik rất thích hợp với công tác điệp báo. Tuổi trên tứ tuần, mái tóc muối tiêu, cặp mắt xanh thẳm như có tài đọc thấu lòng người. Đại tá Pinto nổi tiếng về khoa tổ chức tình báo và thẩm vấn phản gián. Ông có cảm tình ngay với Rubik. Tuy vậy, ông không muốn kết nạp chàng vì hai lý do. Thứ nhất, chẳng quá đẹp trai. Đẹp trai hơi hơi thì còn chấp nhận được, chứ quá đẹp trai thì rất bất lợi. Phụ nữ thường dễ mềm lòng trước đàn ông khôi ngô. Ngược lại, đàn ông khôi ngô hay lụy vì tình. Thứ hai, Rubik có thân hình quá khỏe mạnh. Đức quốc xã rất cần người khỏe mạnh để sung vào đạo quân lao động cưỡng bắt. Rubik chỉ cần lang thang ra đường là bị tóm giữ ngay tức khắc. Pinto ngần ngại, nhưng lại không nỡ từ chối. Liên tính nghề nghiệp cho ông thấy Rubik có thể trở thành một điệp viên đắc lực chẳng hội đủ điều kiện, ái quốc, thông minh, học thức, cường tráng, chẳng lại nặng nặc đòi trở về nước hoạt động với bất cứ giá nào. Đột ngột, Pinto nêu câu hỏi, tại sao anh cứ muốn hồi hương? Tôi cần nói thật với anh là trong số những người được cứu về Hòa Lan thì chỉ có một số rất ít còn sống sót, còn phần đông bị bắt bớ tra tấn, tù đầy hoặc bị giết. Nét mặt không biến đổi, chàng điềm tĩnh đáp. Tôi biết nhưng tôi sẵn sàng tình nguyện vì tôi nghĩ có thể giúp được nước của tôi một cách hữu hiệu ngừng một phút, chàng tiếp, một cách hữu hiệu hơn nhiều người khác. Pinto cũng không biến đổi nét mặt, chẳng hạn như việc gì. Rubik nói, tôi một cô cha mẹ từ nhỏ, không còn ai thân thích, do đó liên hệ gia đình của tôi rất nhẹ. Tôi bị bắt hay bị chết, không làm ai buồn. Mật vụ địch cũng không hy vọng bắt cha mẹ hoặc vợ con tôi để dụ tôi ra hàng. Trên đời này tôi chỉ còn một người thân độc nhất, đó là ông cậu của tôi. Hiện ông đang làm chủ một lữ quán. Từ nhỏ đến giờ tôi sống tại đó, một thời gian sau khi bọn quốc xã xâm lược Hòa Lan, đến chiếm ngụ lữ quán của ông cậu, tôi vẫn ở lại đó, không đi đâu cả. Lữ quán này đông nghẹt sĩ quan cao cấp của Đức, nó là kho tin tức quân sự. Nếu ông gài được một người vào bên trong lữ quán thì rất tốt. Đại tá Pinto ngắt lời Rubik, thế anh tình nguyện trở về lữ quán của cậu ăn sao? Rubik gật đầu, Pinto xua tay, đề nghị của anh không ổn, chẳng khác nào anh dẫn thân đến chỗ chết. Mọi người ở đó đều quen biết anh, bọn mật vụ sẽ không để anh yên và anh dư hiếu mật vụ sẽ làm gì anh sau khi anh bị bắt ri vẫn đáp với giọng từ tốn và lễ độ thưa tôi đã nghĩ nhiều về việc này thiết tướng có nhiều cách thay đổi con người đặc biệt là diện mạo theo chỗ tôi biết sở tình báo đồng minh có một bộ phận thay đổi diện mạo bằng giải phẫu thẩm mỹ pin tổ giật mình anh là một thanh niên khôi ngô không lẽ lại sửa cho anh khôi ngô thêm nhưng cũng không lẽ lại sửa cho anh xấu đi thưa tôi muốn thay đổi cho mất vẻ khôi ngô trời đất ăn đừng quên, sửa xấu thì dễ, chứ sau này sửa đền lại như cũ là rất khó. Có nghĩa là suốt đời có thể anh sẽ cứ như vậy. Thưa tôi không mong gì hơn, đối với tôi phụng sự tổ quốc là điều trên hết, còn xấu hay đẹp chỉ là phụ. Và lại giờ phút này hàng trăm hàng ngàn người hy sinh cả mạng sống của họ nữa thì sao? So sánh với họ, sự thay đổi diện mạo của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Pinto đành phải chấp thuận. Mấy ngày sau, Rubik bắt đầu tham dự cuộc huấn luyện tại một cơ quan mà giới tình báo đồng minh gọi là SOE cơ quan đặc vụ. Ribic trở thành chuyên biên phi mắn VT, nổ mìn, gài bom, mật mã và điện đài. Chàng học tìm ý về các tổ chức quân sự địch, chàng còn học cả phương pháp giết người. Giết bằng khí giới là chuyện thường, nhưng phải học giết bằng cả hai tay không. Trường SOE báo cáo với Pinto rằng Rebic có vẻ nôn nóng, và mặc dù các huấn luyện viên đã đốt cháy giai đoạn, Ribic vẫn than phiền là chương trình huấn luyện chậm như rùa bò. Chàng muốn thanh toán thật nhanh, chàng xin được học thêm giờ và đòi được vào ngay bệnh viện để sửa mặt. Pinto gửi công văn cho ban giám đốc trường hỏi ý kiến. Ban giám đốc Phúc Trình là Rubik học rất sáng dạ, các huấn luyện viên đều bằng lòng. Ban giám đốc nói thêm là trong tương lai, họ hy vọng Pinto tổ tuyển chọn thật nhiều khóa sinh hội đủ điều kiện như Rubik. Tốt nghiệp xong, chàng quay về London để mổ mặt. Chàng gọi điện thoại đến thăm Pinto. Cuộc sống điệp báo đã tru luyện lòng ông. Ông tưởng không bao giờ còn biết xúc động nữa. Vậy mà, ông đã xúc động trước bộ mặt mới của Rubik. Những vết thẹo trên mặt chàng trai khôi ngô ngày nọ đã kéo ra. Xong những mạng đỏ vẫn còn, sự đổi màu này làm mặt Rubik trở nên gớm ghiếc. Tuy nhiên cũng chưa gớm ghiếc bằng hình thù của cái mũi, má và miệng. Cái mũi gần như là trái cà chua bẹp trong khi hai má phồng lên. Cái miệng chữ V để lộ cả răng nứu, nhất là cặp môi thâm xì. Pinto còn bàng hoàng thì Rubik đã nói, ông thấy tôi ra sao, có cừ không? ông có tin là bọn Đức sẽ nhận được tôi hay không? Dĩ nhiên là không. Rubik phá lên cười. Chàng cười mà không khác gì mếu. Nhớ lại cái miệng đa tình, làn môi đỏ, cái mái lúng đồng tiền và cái sống mũi cao đều của Rubik. Pinto cảm thấy trái tim đau buốt. Nhưng Rubik vẫn vui như Tết. Chàng nhanh nhậu báo tin cho Pinto biết là để cái trang thêm hữu hiệu. Chàng đã độ thêm đế giày trái, khiến bước chân trở nên khập khiễng. May ra bọn quốc xã tưởng chàng tàn tật và xem miễn công tác lao động cưỡng bắt. Sau đó một tuần, Ribic được một oan tạc cơ ăn thả xuống bùng đồng ruộng gần Utrecht. Đại tá Pinto nóng ruột nghe ngóng tin tức Ribic. Rồi ban điện đài của tình báo an tiếp nhận được mật điện hiệp ước đã được ký kết. Điều này có nghĩa là Ribic đã móc nối được với ông cậu làm việc trong lữ quán, ngay trước mũi bọn sĩ quan quốc xã. Pinto thở vào một cách khoan khoái. Ông vẫn sợ người cậu già của Ribic không chịu nhìn nhận gã thanh niên mặt mũi xấu như ma lem kia là cháu ruột. Ri bịch hoạt động bén nhạy và đắc lực ngay từ buổi đầu. Chàng làm việc trong nhà bếp của khách sạn, dần nhà với sự thỏa thuận của ông cậu. Chàng được làm bồi trong phòng ăn rồi hầu rượu. Hầu rượu là phần việc tốt nhất vì các sĩ quan cao cấp thường bàn bạc chung quanh ly rượu. Chỉ cần để ý, tai thính và trí nhớ vượt mức trung bình là có thể nắm được nhiều tin tức quan trọng. Sở dĩ Ri Bịch được làm bồi rượu vì ăn bồi rượu chính thức đã bị sung vào lực lượng lao động nhờ có Ri Bịch tình báo đồng minh thiết lập được một trạm nghe vô giá ngay tại trung tâm tổng hành doanh quốc xã Hòa Lan. Ribic gióng tai ghi hết vào óc, chàng vốn thông minh nên nghe đến đầu nhớ đến đấy, không hề quên một chi tiết nào. Chàng đạt được nhiều thành công bên quầy rượu. Vì mặt chàng quá xấu nên các sĩ quan không thèm nhìn khi chàng rót rượu. Chàng lại vâng dạ luôn miệng nên được coi là một gia nhân ngoan ngoãn. Ribic liên lạc bằng điện đài với London. Tuy nhiên, chàng không có điện đài riêng, mỗi lần cần liên lạc chẳng phải tìm đến nơi ẩn náu của hai nhân viên kháng chiến cách đó một quãng đường. Pinto không muốn Rivik quen biết rộng hoặc tiếp xúc thêm với tổ chức kháng chiến địa phương vì sợ bại lộ, thu hẹp các đầu mối liên lạc, Rivik có thể hoạt động mạnh mẽ mà không lo bị phản bội. Những ngày được nghỉ việc tại khách sạn, chẳng xin phép về vùng quê, lấy cớ đi mua lương thực cho câu lạc bộ sĩ quan, chẳng vẽ họa đồ những địa điểm tập trung binh sĩ và cơ sở quân sự, chẳng được di chuyển tự do trong vùng chẳng lại nghe lỏm được nhiều mẫu chuyện trong khách sạn, nên chẳng bao lâu London đã nắm vững được tình hình của địch, gần như phân nửa tin tức quân sự từ Hòa Lan là do Ribic cung cấp. Đại tá Pinto tỏ về mãn nguyện về tinh thần và khả năng phục vụ của Ribic, bởi vậy ông đã hoàn toàn sừng sốt khi một người đến gặp ông tại văn phòng trong buổi chiều mùa hạ năm ấy. Pinto đang chúi đầu vào đống hồ sơ giấy cộ thì có thư ký riêng báo tin có một viên chức cảnh sát Anh ngỏ ý xin gặp. Tên của viên chức này là Jenkin, thẩm sát viên. Pinto chỉ nghe nói đến tên Jenkin chứ chưa hề gặp mặt. Ông đoán rằng Jenkin gõ cửa văn phòng ông để ấn vào tay ông một đống giấy phạt vi phạm luật lệ giao thông. Nhân viên thuộc cấp của ông đều là người Hòa Lan. Họ không am tưởng luật lệ giao thông Anh Quốc, lại có thói quen lái ẩu bất chấp đèn hiệu ở các ngã tư nhưng cũng có thể là chen kỳnh đến để cảnh cáo về vụ thuộc cấp của ông không tuân hành nghiêm chỉnh những chỉ thị về phòng thủ thụ động hàng đêm phi cơ địch bay đến bắn phá đèn đuốc trong thành phố phải được che kín nhưng theo chỗ ông biết thì nhân viên trong ban vô tuyến điện của ông có vẻ đáng trí ông sửa soạn nụ cười ngoại giao thật tươi để chào đón thẩm sát viên chen kỳnh người ăn vốn cứng ngắc về nguyên tắc luật là luật không có bên trọng bên khinh như ở hòa lan khi bước vào chenkin mang một bộ mặt lặn lùng như đá chắc có chuyện quan trọng đây cùng lắm là phạt thôi có gì mà phải nghiêm trang như thế chenkin chào pinto rồi chưa kịp ngồi đã mở cặp da sắt tay lấy ra một tấm hình trong một tấm hình lớn là một thanh niên khôi ngô mặc comple chỉnh tề sơ mi trắng tinh cà vạt đúng mốt bên dưới có hàng chữ viết tên bay bướm suốt đời với em thầm sát viên chenkin hỏi đại tá có biết người trong hình không dĩ nhiên pinto phải biết Bộ mã khôi ngô của thanh niên trong hình Chính là cộng sự viên của ông Đó là Rubik Không phải là ở Utrecht làm nghề bồi rượu Cho tướng tá quốc xã Mà là Rubik đẹp trai Có số đào hoa Đàn bà con gái say mê như điếu đổ Rubik trước ngày tình nguyện mổ mặt Thay đổi sống mũi, gò má và miệng Pinto đáp Có lẽ là biết Rồi hỏi lại Jenkins Có chuyện gì không anh bạn Thẩm sát viên Jenkins Bèn thuật lại tự sự cho Pinto nghe Cách đó mấy ngày Bọn trẻ chơi đùa trên đống gạch vụn ở một khu vực Luân Đôn bị bom đạn địch làm đổ nát, đã khám phá ra bàn chân của một thiếu phụ trẻ bị chôn vội trong một cái hồ bơi cạn. Cảnh sát được trình báo đã đến nơi chờ nạn nhân vào nhà xác. Cuộc giải phẫu của luật y cho thấy, mặc dầu thi thể bị rửa nát và bị vùi quá lâu, nhưng đã có bằng chứng chắc chắn là nạn nhân đã bị bóp cổ đến chết. Theo cuộc điều tra, nạn nhân vốn là chủ đãi viên tại một quán rượu gần nơi xảy ra vụ oan tạc. Sau ngày nạn nhân đột nhiên biệt tích, chủ nhân căn phòng mà nàng thuê đã cho người khác thuê lại, còn áo quần đồ đạc của nàng thì được cất giữ tử tế trong kho. Cảnh sát lục tấm hình của Ri Bịch, bạn bè của nạn nhân đều khai Ri Bịch là người yêu, đồng thời nạn nhân cũng đã viết trong nhật ký về những liên hệ thắm thiết giữa nàng và Ri Bịch. Nàng còn than thở về tính ghen tuông quá độ gần như điên rồ của anh ta. Thẩm sát viên trên kênh giải thích, nàng có thân hình khá xinh đẹp, song lắng lơ điếm đàng một chút, dường như nàng còn làm thêm nghề phụ nữa nên rybic mới ghen tuông và tôi e rằng rybic đã dính líu vào vụ thảm sát ngừng một phút Jenkins nói tiếp hẳn đại tá ngạc nhiên tại sao tôi lại biết đến đây tôi được các sĩ quan hỏi lan giới thiệu họ nói là rybic đang làm việc dưới quyền đại tá pinto thường người giờ lâu ông chợt nhớ đến thái độ nôn nóng quá độ của rybic muốn tốt nghiệp khóa điệp báo thật nhanh giải phẫu thẩm mỹ thật nhanh và hồi hương nhanh rybic nôn nóng có lẽ vì sợ bại lộ khỏi cần điều tra ông đã có liên tính Bịch có liên hệ xa gần đến vụ cô gái chịu đại viên bị chẹn cầu chết. Ông bèn giải thích rằng Ribic đã được phái về Hòa Lan hoạt động cho đồng minh trong vùng địch. Ông nhấn mạnh rằng việc triệu hồi Ribic là việc rất khó. Thẩm sát viên trên kiền đáp bằng giọng bình thản như thế đã biết trước được phản ứng của Pinto. Trong hoàn cảnh ấy, tôi đành phải yêu cầu triệu hồi Ribic bằng đường lỗi khác. Pinto bèn tìm kế hoãn binh. Với tư cách riêng, tôi mạnh phép bàn là hiện nay chưa rõ Bịch vô can hay là phạm tội sát nhân. Nhưng là gì đi nữa thì sự trở về London của Ribic cũng không thể làm cô gái chịu đại viên sống lại. Tôi không thể tiết lộ các chi tiết, nhưng đối với ông tôi cũng không ngần ngại nói thẳng rằng đồng minh đang bị tổn thất nặng nề tại Hòa Lan. Mỗi nhân viên đồng minh ở đó là một lực lượng vô giá. Và xin ông hiểu rằng Ribic đang thi hành một sứ mạng quan trọng, vô cùng quan trọng. Nhưng Jenkin vẫn không hề lay chuyển ý kiến. Đại tá cảm phiền vậy. Đại tá có công việc của đại tá, tôi có công việc của tôi. Tôi sẽ vận động triệu hồi Ribic viên thẩm sát đứng dậy và cáo từ. Pinto không tỏ ra lo lắng nhiều vì ông biết chắc rằng thượng cấp sẽ hỏi ý kiến của ông trước khi đưa ra quyết định và khi ấy ông sẽ đưa ra những lý lẽ xác đáng để ngăn chặn. Từ Hòa Lan, Ribic vẫn điện về đều đặn, đoạt hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Có lần chàng dám chuốc rượu cho một sĩ quan Đức say bí tỷ rồi mở tép da lấy tài liệu quân sự ra chụp. Pinto được tin vội sai nhân viên giao liên đặc biệt đến Utrecht để nhận cuốn phim. Vì Rubik cần chuyển nhiều bước điện, nên Pinto ra lệnh cho hai chuyên viên điện đài của kháng chiến đến hợp tác thường trực với chàng. Hai người này trở thành nông gia tiếp tế rau và đồ trái cây cho câu lạc bộ sĩ quan khách sạn để tiện việc gặp nhau. Một trong hai người này là Orion. Theo lệnh của London, Orion mời Rubik đến một trang trại hào lăn ở ngoại ô. Tại đó, Rubik được tiếp xúc với hai nhân viên của Pinto vừa từ London tới. Họ nhảy dù xuống Utrecht với một điệp vụ đặc biệt. Rubik có bổn phận giúp đỡ họ không quân đức vừa áp dụng một chiến thuật oan tạc mới hồi đó các vụ ném bom đêm ở london đã giảm cường độ đột nhiên phi cơ đức thả xuống một loại bom kỳ lạ loại bom này được gắn theo bộ phận nổ chậm nếu không ai đụng tới nó sẽ tự động nổ đúng một tuần sau khi rớt xuống đất chuyên viên tháo gỡ ngoài nổ đều bị nổ ban xác đặc điểm của nó là không thể chạm tay vào do đó loại bom nổ chậm của đức trở thành mỗi nguy ngày một gia tăng đối với sinh mạng của người dân london đồng thời cũng làm tinh thần họ bị suy sụp trầm trọng Tuy nhiên, vấn đề hóa giải bom nổ chậm có thể được thực hiện nếu các cơ sở quốc phòng đồng minh có ngòi nổ dưới tay để nghiên cứu. Dịp đã đến trên lãnh thổ Hòa Lan, một oan tạc cơ Đức chở bom nổ chậm qua London để thả, bị trúng đạn cao xạ, phải lết về Hòa Lan, đáp xuống một trường bay gần Utrecht. London bèn hạ lệnh cho nhân viên đồng minh phải đánh cắp cho kỳ được những ngòi nổ chưa dùng đến. Công tác này không dễ dàng gì. Thứ nhất, phải đột nhập vào phi trường được căn phòng cực kỳ cẩn mật. Thứ hai, phải đánh cắp ngòi nổ và thứ ba phải mang ngòi nổ an toàn về London. Hai chuyên viên về bom được phái đến Utrecht. Căn cứ vào kinh nghiệm của những toán tháo ngòi nổ đã bị tử thương, họ chỉ nhìn bề dài, bề ngang của thùng đựng và mã số ghi bên ngoài là biết được ngòi nổ loại nào. Riebeck sẽ hoạt động chung với họ trong vụ đánh cắp ngòi nổ. Đêm ấy, Riebeck thảo luận kế hoạch với hai chuyên viên Anh. Gần sáng, chàng mới về đến khách sạn. Hôm sau, chàng lãng bảng đến gần phi trường để dò xét. Trước đây, chàng đã vẽ họa đồ phi trường và biết rõ hệ thống an ninh. Trong khi ấy, hai chuyên viên ăn ẩn nấu trong vựa lúa ở ngoại ô thành phố, xa tầm mắt của mật vụ quốc xã. Riebeck kiếm cớ có hẹn với bạn gái để rời khách sạn thật sớm. Chàng hẹn hai chuyên viên ăn tại một con đường nhỏ, cả hai chui vào trong xe ngựa chở đầy phân bón. Chiếc xe chạy cả đật cả tang trên những con đường băng qua cánh đồng vắng vẻ đầy ổ gà, rồi đậu trước một dãy lều tranh bỏ trống, trước kia dùng để chứa rơm rạ trong mùa gặt. Xa xa là hàng rào dây kẽm gai cao ngất bọc chung quanh phi trường. Hai chuyên viên bò khỏi xe, nằm dán mình trên cỏ đợi chờ. Họ kiểm điểm lại giờ giấc trên đồng hồ lên tinh đeo ở cườm tay. Trước mặt họ trên phi đạo, lấp loáng ánh đèn. Họ có thể nhìn thấy những chiếc oanh tạc cơ đen xì, tiếng máy nổ rầm rầm. Phi công Đức đang chuẩn bị cất cánh để ném bom London. Riebeck hồi hộp khi nhận ra những chiếc thùng vuông xếp thành hàng dài gần phi đạo. Đó là những thùng đựng ngòi nổ. Những oanh tạc cơ cuối cùng đã rời sân bay vụt lên không gian đen xì như mực tàu. Quang cảnh đêm tối hoàn toàn thích hợp với công việc mà Riebeck được lệnh tiến hành. Im lặng trở lại, ba người nằm trên cỏ không còn nghe thấy tiếng gì ngoại trừ tiếng côn trùng kêu rì ra. Đột nhiên Riebeck trồm dậy, từ xa có tiếng động cơ, tiếng kêu the thé của anh ta cơ đồng minh. Qua ánh sáng lờ mờ, Riebeck thoáng thấy một phi đội lướt đến ở cao độ thấp, thấp đến độ gần đụng ngọn cây rồi ầm ầm mặt đất rung chuyển dữ dội. Những trái bom đua nhau rớt xuống mục tiêu, lửa bốc đỏ ối, bùn cát có bụi bay tứ tán phủ đầy người ri bịch, bịt cứng lỗ tai chàng che kín mắt. Sau loạt bom miệng đến bom xăng đặc, đám cháy lan rộng khắp nơi, phi trường sáng rực như ban ngày giữa những tiếng nổ long trời lở đất. Cả ba người đều lao đầu về phía trước như lực sĩ thế vận chạy nước rút đến gần mức ăn thua cuộc oan kích làm hàng ngũ phòng vệ của quân đội Đức hỗn loạn, những bóng đèn binh sĩ chạy lăng xăng trên sân bay, in hình trên nền trời đó. Trong trước mắt, Riebeck đã đến vòng rào phi trường. Chàng thủ sẵn trong tay, cặp kềm sắt, cắt dây kẽm gai. Hàng rào bị bấm đứt trong một khoảng rộng, cả ba người lọt vào căn cứ. Họ khom lưng chạy như bay đến nơi đặt các thùng chứa ngòi nổ. Hai chuyên viên vội vã tìm thùng chứa ngòi nổ chậm. Các đám lửa do bom napalm gây ra vừa làm hệ thống an ninh của địch rời ra lại vừa chiếu đủ sáng hầu các chuyên viên đọc rõ những hàng chữ viết trên vỏ thùng gỗ. Ribic nghe tiếng còi hiệu nhỏ, một chuyên gia đang loay hoay khiêng đống thùng ở trên mặt đất xuống. Thùng chứa ngòi nổ chậm hiện ra, Ribic cúi xuống lấy hết sức lực đỡ cái thùng nặng chiếu lên vai. Đôi vai chàng nổi tiếng từ xưa là đôi vai lực sĩ, tuy vậy chàng cũng cảm thấy toàn thân trùng xuống. Nếu không có tinh thần yêu nước mãn liệt và không có hai bạn đồng hành kèm bên thì chàng đã vất lại vì cái thùng quá nặng nặng đến nỗi chẳng thở không ra hơi, bước đi loạn choạng chỉ muốn ngã. Nhưng rốt cuộc, Ribic vẫn ra khỏi trường bay và phóng buồn vụt qua ruộng, đến dãy nhà lều khuất trong bóng đêm mù mịt. Phi đội đồng minh lượn vòng cuối trên sân bay địch, tiếng đại liền réo liên hồi, những chuỗi bom đen xì lại tiếp tục rớt xuống. Ribic bới đống phân trên xe ngựa, nhét cái thùng ngòi nấu và lấp lại như cũ, rồi đánh ngựa vòng theo một lối khác. chẳng chọn con ngựa khỏe mạnh, Thế mà cái thùng ngoài nổ đã làm nó thở phì phò, bọt trắng đầy mũi. Trước lúc rạng đồng, Rubik chui xuống hầm khách sạn. Con đường chàng đã dùng lần đầu khi từ London về quê nhà. Nhà bếp chưa có ai, nhưng chàng vừa thay áo quần xong, thì nhân viên nhà bếp đã lũ lượt kéo tới. Công việc hầu hạ các sĩ quan địch lại bắt đầu, bình thường đều đặn như những ngày khác. Cùng khi ấy, trên con đường đồng quặn quẽ dưới ánh mặt trời hừng sáng, chiếc xe ngựa ập ạch chở hai chuyên viên ngoài nổ ăn quốc đang tiếp tục cuộc hành trình. Nếu không gặp trở ngại bất thần, họ có thể trèo lên chiếc phi cơ đồng minh từ London, hạ cánh xuống bốc họ hồi chập tối hôm ấy. Trên thực tế, họ đã trở về căn cứ, phát xuất an toàn. Cả hai đều không ngớt lời ca ngợi Ribic với đại tá Pinto và sự thành công lớn lao này đã làm Pinto quên bẵng thẩm sát viên Jenkins. Nhưng Pinto quên, chứ Jenkins thì không quên. Mấy ngày sau, y lại đến văn phòng, tuy nhiên với vẻ mặt không còn nghiêm trọng như trước. Jenkins nói, chào đại tá, đại tá thắng rồi đấy thượng cấp không chấp thuận triệu hồi anh chàng ribic hoạt động dưới quyền đại tá nhưng đại tá ơi đó chỉ là khúc đầu tương lai còn dài tôi rất kiên nhẫn tôi tin sớm muộn sẽ gặp y đại tá pinto vẫn mong Jenkins gặp ribic càng muộn càng tốt hoặc chẳng bao giờ gặp thì càng tốt hơn và lại ribic đang còn bận lút đầu lút cổ mai kia khi quân đội đồng minh đổ bộ lên lục địa để giải phóng hòa lan ribic sẽ còn bận rộn hơn nữa và Jenkins đừng hòng bắt ông triệu hồi ribic hồi đó là đầu năm 1944, và cuộc đổ bộ lịch sử lên miền Bắc nước Pháp chỉ diễn ra vào giữa năm. Các cửa biển ở nước Anh đều nghẹt cứng tàu bè và quân cụ. Binh sĩ Mỹ, Úc, Ấn, Phi và Gia Nã Đại tấp nập đến An. Quân đội đồng minh nhiều đến nỗi, người ta có cảm tưởng là hòn đảo Anh Quốc sửa soạn chìm xuống biển vì sức nặng bất thường. Pin tăng cường liên lạc vô tuyến với Rybik và hệ thống tiền báo kháng chiến trên lục địa Âu Châu. Thì đột nhiên, Rybik biệt tích. Thời gian lặn lùng trôi qua, Ribic vẫn biệt tích. Đại tá Pinto bỗng nghĩ là thẩm sát viên Jenkins đoán đúng. Có lẽ Ribic đã giết cô gái quán rượu. Đến nay đánh hơi thấy cuộc đổ bộ của đồng minh, nên Ribic sợ gặp lại thượng cấp, sợ phải trở về London đối chất, cho nên bỏ chạy, thay họ đổi tên để tránh ra tòa. Nhưng dầu Rubik bỏ trốn, chàng cũng đã đền tội phần nào, khỏi cần phải xét xử nữa. Chàng đã thay bộ mặt đẹp trai quyến rũ bằng bộ mặt khủng long trẻ nít ban đêm nhìn thấy phải khóc thét mà ngất xỉu chàng còn tận tụy hiến dân cho kháng chiến và hơn một lần đã gần hy sinh mạng sống trong các điệp vụ hiểm nghèo chàng còn sống là do trời chưa bắt chết nếu là kẻ khác thì không biết đã chết đến lần thứ mấy rồi rubik đi đâu đại tá pinto không dám suy luận thêm vì ông chợt nghĩ đến một giả thuyết khác giả thuyết rubik bị xa lưới địch mật vụ đức không đến nỗi bếp bát địch đã phá tan tổ chức tình báo đồng minh chính Pinto đã mất biết bao tâm cơ mới tái tạo được hệ thống. Rubik lại hoạt động khá táo bạo, mật vụ Đức chờ đến bây giờ mới thục cổ tràng, kể ra cũng hơi muộn. Pinto liền gửi một bức điện riêng cho hai công sự viên của Rubik phụ trách truyền tin tại Utrecht. Họ phúc đáp là họ cũng băn khoăn không kém gì ông, cũng như ông, họ hoàn toàn mù tịt. Họ đã đứt thân lại khách sạn tìm gặt Rubik nhưng không thấy. Ông cậu của Rubik có thể biết được phần nào hành tung của chàng nhưng thời gian quá cấp bách, bộ binh đồng minh chuẩn bị đổ bộ vào lục địa đang tập trung đông đảo dọc bờ biển, đợi lệnh xuống tàu. Pinto cũng đang chuẩn bị tháp tùng tống hành doanh lực lượng viễn chinh đồng minh. Ông Bèn đánh điện lần chót cho hai cộng tác viên của Rubik. Cả hai đều không biết chủ nhân khách sạn là ông cậu của Rubik. Pinto ra lệnh cho họ giáp mặt ông cậu Ngày sáng hôm sau khi họ chờ rau đậu đến khách sạn. Nhưng ông cậu chỉ lắc đầu một cách buồn bã. Ông chẳng nghe tâm hơi gì cả. Rubik ra đi đêm ấy rồi không trở về nữa, cũng không dặn lại và để lại bất cứ thứ gì. Cuộc đổ bộ khổng lồ cũng đã tiến hành. Pinto đặt chân lên đất Pháp với những toán quân đầu tiên, công việc tình báo và phản gián quá bề bộn. Đến độ ông không còn giờ nào rảnh rỗi để nhớ đến Rubik. Tuy nhiên hình bóng chàng trai mũi tẹt miệng méo lại hiện ra trước mắt ông vì lực lượng viễn trình đã tái chiếm nước Pháp và tiến nhanh lên phía Bắc sắp giải phóng Hòa Lan nơi chàng đang hoạt động mùa đông năm 1944, những trận đánh đấm máu diễn ra, quân đội đồng minh bị chặn lại, phòng tuyến quốc xã bị chọc thủng đầu năm 1945 và đến tháng 4 thì Utrecht được hoàn toàn giải phóng. Khách sạn của cậu Rubik được trưng dụng làm tổng hành doanh của quân đội Gia Nã Đại. Đại tá Pinto ghé qua khách sạn tìm ông cậu. Ông cậu thuật lại câu chuyện từ đầu, nhấn mặt tới cuộc gặp gỡ khác thường dưới hầm rượu. Thoạt tiên, ông không tin người thanh niên xấu xí này là cháu ruột ông nhưng sau đó hai người bàn bạc về chuyện gia đình và tới khi Rubik vén quần cho ông xem xét vết theo ở chân, kết quả của tai nạn thời thơ ấu, ông mới hết hoài nghi. Ông cậu đoán Rubik hoạt động cho kháng chiến, xong Rubik không giải thích tại sao lại luôn luôn đi đêm và ông cậu cũng không hỏi. Do vậy, ông vẫn rất thắc mắc tại sao Rubik bỏ đi một mặt không một lời từ biệt. Ông đoán có khi chàng bị mật vụ quốc xã tóm giữ. Có một lần một sĩ quan cao cấp quốc xã hỏi ông cậu, thằng bồi mặt ma đâu rồi? Kể xong, ông cậu thờ thẫn, nước mắt đầm đìa hai gò má nhăn nheo. Thế rồi, chiến tranh chấm dứt. Khi ấy, đại tá Pinto đang ở thị trấn Inversum, Hòa Lan. Ông vừa bắt được liên lạc với một đơn vị kháng chiến bí mật đắc lực. Thành tích lỗi lạc của đơn vị này là trong khi hầu hết bị mật vụ địch lừa bắt thì họ vẫn tiếp tục hoạt động. Sau bao phen vào sinh ra tử, họ được tái ngộ với cấp chỉ huy Pinto. Mừng đoàn tụ, họ không quên khui rượu và đặc biệt là khui kết la ve ngon nhất của Hòa Lan mà họ đã cất từ lâu chờ ngày giải phóng. Vừa cụng ly liên hoan, họ vừa nhắc nhở đến những ngày, những đêm trốn chui trốn nhủi luôn luôn bị địch bám sát. Một thủ lãnh kháng chiến nhìn nhận với Pinto là nội tình kháng chiến bị dao động mạnh mẽ sau khi mật vụ Đức Quốc xã thâm nhập vào hàng ngũ và phá rối lung tung. Sự dao động này dẫn đến một số lầm lẫn đáng tiếc. Một điệp viên địch trà trộn vào mạng lưới tình báo kháng chiến Hinversum hắn bị lột mặt nạ và tẩu thoát được về thị trấn kế cận Utrecht. Vị thủ lãnh nói tiếp với giọng rầu rầu, chúng tôi bắt buộc phải thọc cổ tên Phan Quốc, nếu không hắn sẽ bán toàn thể anh em kháng chiến địa phương cho mật vụ địch. Bởi vậy, ngay đêm ấy tôi hạ lệnh giết hắn. Đảm nhận việc Hàn Quyết là một thanh niên lạ, không quen mặt tên Phan Quốc, và tên Phan Quốc cũng không quen mặt y. Thanh niên này là phần tử tốt, có tinh thần phục vụ và hy sinh cao độ, song còn non trẻ chưa có kinh nghiệm. Tôi kêu ý đến, miêu tả tướng mạo tên Phản Quốc rất dễ nhận và dễ nhớ. Hắn vốn là cựu võ sĩ thượng đài nhiều lần, nên mặt bị nhồi nát, mũi gãy xương, lá mía bẹp dí, miệng méo xệch, trông không thương nổi. Đàn bà con gái yếu bóng vía gặp ngoài đường ban đêm, có thể là hết té xỉu. Đại tá Pinto toát mồ hôi lạnh ông đã khám phá ra sự thật, một sự thật não nề. Ông bền đỡ lời, rồi sau đó chàng thanh niên này ham hở đến Utrecht, chạm trán với gã đàn ông mũi bẹp dí miệng méo xệch chẳng nói chẳng rằng đẹp luôn mấy phát. Viên thủ lĩnh giật mình. Vâng, tại sao đại tá lại biết? Pinto thở dài. Biết, tôi biết chứ. Vâng, để mấy nhân viên của tôi đã giết lộn một người khác. Đáng là cái mũi bẹp dí miệng méo xệch nhưng không phải là tên phản quốc chính hiệu. Thế còn tên phản quốc chính hiệu đâu? Sau đó chúng tôi mới thịt được hắn. Pinto lại thở dài. Chiến trần là thế. Trong bất cứ cuộc chiến nào cũng có sự lầm lẫn, có người bị giết oan. Viên thủ lãnh hỏi, đại tá cũng quen với người bị giết oan kia sao? Pinto nín lặng, ông chợt nghĩ đến anh hùng kháng chiến Rubik, đang nằm dưới đất, da thịt rửa nát. Ông chợt nghĩ đến cô gái điếm đàn cũng đang nằm dưới đất. Ông chợt nghĩ đến thẩm sát viên tận tụy chenkin đang cố mòi móc ánh sáng trong vụ bóp cầu giết người. Ông tự nhủ, lần sau trở về London. Ông sẽ đến gặp Chen Kin, người thứ 8